Xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình chia sẻ những cái sự so sánh khác nhau giữa hai loại sticker thông dụng trên thị trường hiện nay là sticker trên cái nền tăng suốt và sticker trên nền trắng đục. Đó, thì đầu tiên trước khi mà mình nói về cái phần chi tiết của hai loại vật liệu này thì thông thường là khi mà các bạn có một cái nhu cầu về in ấn sticker đó, thì đầu tiên các bạn phải cho mình biết những cái thông tin nè về các bạn in ấn sticker bạn dán lên trên cái bề mặt vật liệu là cái gì. Rồi cái màu sắc của cái nền đó là ví dụ như là màu sáng hay là màu tối, rồi tùy thiết kế như thế nào, màu sắc ra làm sao, chi tiết có nhỏ hay lớn nè, rồi kể cả những cái hệ màu nữa, các bạn làm như vậy nó có đúng màu thực tế chưa, rồi thêm về cái số lượng mà các bạn cần đặt hàng đó, thì các bạn cung cấp cho mình những cái thông tin cơ bản như vậy thì sau đó bên mình mới cân nhắc và mình sẽ tư vấn những cái vật liệu, những cái kỹ thuật in để cho nó phù hợp và sát với lại cái yêu cầu của các bạn nhất. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về cái dòng sticker trên nền tăng suốt. Đây là một cái sticker nền trong đó, nền tăng suốt nha, PVC trong nè, nó nền tăng suốt. Thì khi mà in ấn lên trên cái nền trong này thì các bạn thấy là cái màu sắc nó sẽ bị nhạt khi mà mình tách khỏi cái lớp đế. Đây một cái lớp đế đề can. Khi mà mình chưa tách ra thì nó sẽ rõ chi tiết như thế này, nhưng mà khi mà mình tách ra các bạn thấy là nó sẽ có sự khác biệt như vậy. Thì đây chính vì cái đặc tính này cho nên là khi mà các bạn dán lên trên cái bề mặt của sản phẩm mình mong muốn á, thì có rất là nhiều cái mình cần phải lưu ý nè. Thì ở đây mình dán thử đi trên cái bề mặt nền xanh này đi đó, các bạn thấy không, nó sẽ bị chìm cái thông tin. Còn bên dưới thì mình vẫn nhìn thấy rõ cái nền bên dưới, hoặc là ví dụ như là trên nền giấy craft đi thì nó sẽ có cái hiệu ứng đẹp của nó riêng, là có nghĩa là nó sẽ màu nó sẽ giống như là nó sẽ bị ẩn trong cái nền, cái màu nó sẽ bị gọi là hòa trộn với cái nền của giấy craft. Thì đối với nền giấy craft hoặc là những cái nền kim loại đi thì cái thiết kế của bạn mà nó có những cái màu đậm như mà màu đen hay là màu đỏ, nói chung là những cái tông màu đậm thì màu sắc nó sẽ được hòa trộn với là cái nền. Còn nói với những cái màu nhạt thì mình sẽ hơi là khó thấy hình dung hơn. Đây mình dán tiếp trên một cái nền này là nền bạc bóng nè, các bạn thấy không, nó vẫn là những cái màu sáng thì nó vẫn hiển thị lên, nó vẫn là nổi bật cái hiệu ứng của cái nền của vật liệu ở đây. Và tiếp theo nữa là một cái điều hết sức lưu ý là đối với những cái nền tối nha các bạn, nền tối ở đây cụ thể là mình dán trên một cái nền đen đó. Nền đen thì rõ ràng là với những cái màu sắc mà màu đen thì nó sẽ khó thấy nè, và những cái màu khác cũng vậy, nó sẽ bị hòa trộn với cái lớp nền, cho nên là nó sẽ làm tối đi và nó chìm cái thông tin của mình. Nhưng mà một cái đặc tính ưu điểm của cái sticker trong á, các bạn dán lên trên nền thủy tinh đi thì nó sẽ ra hiệu ứng khác, nó là nó sẽ ra hiệu ứng, nó sẽ tuyệt với lại cái vật liệu là thủy tinh trong suốt. Cái này thì nó sẽ phù hợp với lại các dạng chai thủy tinh nè, những cái dạng hũ nhựa này, chai nhựa giữa loại nhựa gì đó, các bạn đựng sản phẩm thì nó sẽ không có che cái sổng bên trong nó. Nhưng mà mình hết sức lưu ý về vấn đề nội dung thì nó sẽ bị hòa trộn với phần nền phía sau, đó là một cái hết sức lưu ý khi mà các bạn chọn cái sticker nền trong. Để hạn chế cái khuyết điểm của sticker trên nền trong á, là mình sẽ dùng cái kỹ thuật in khác. Với kỹ thuật in UV hiện nay bên mình đang ứng dụng in những cái đơn hàng đặc biệt á, thì nó sẽ in được, cái hiệu ứng của nó là in được trên cái mực trắng nè đó, thì các bạn thấy ở đây là chữ trắng nó sẽ rõ nét như thế này, rồi nó sẽ màu sắc nó cũng có thể là nó đỡ bật trên cái nền tối cũng được. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái hiệu ứng khi mà ứng dụng trên cái sticker nền trong. Hiệu ứng rất là đặc biệt nha các bạn, công nghệ là in UV, in được mực trắng, và màu sắc thì mình có thể tùy chọn luôn. Ở đây là màu này là màu trong nha, các bạn có thể nhìn xuyên qua được ánh sáng. Còn ở đây là màu đục luôn, thì màu đục này thì không xuyên ánh sáng và nó sẽ không bị hòa trộn với lại những cái màu tối, những cái màu nền mà nó bị tối đi, hoặc là những cái màu nước ở trong cái chai ấy. Thì các bạn ví dụ như đây là cà phê, ở đây là nước trong thì bạn thấy như vậy, nhưng mà nếu như ở đây mà màu cà phê màu tối ấy, thì nó sẽ bị hòa trộn cái phần nền trong này nè với lại cái màu của nước trong trong cái chai.
Riêng cái phần về hiệu ứng mà bên mình ứng dụng in UV trên tem nhãn và nền trang sức á, thì mình có làm một cái video riêng chia sẻ để các bạn rõ hơn những cái mẫu mà bên mình đã test. Nó ra nhiều hướng khác nhau để các bạn xem, các bạn có thể dễ hình dung hơn. Còn cái loại thứ hai mình chia sẻ là cái loại thicker nền trắng. Ở đây, nền trắng thì nó sẽ là nội dung nổi bật trên nền trắng nè. Mình gỡ ra luôn các bạn dễ hình dung nè. Thì mặt phía sau đó là nguyên một bảng màu trắng luôn đó. Với loại này thì các bạn có thể là dễ dàng dán lên trên bất kỳ bề mặt màu tối cũng được nha, bề mặt vật liệu khác. Nó sẽ che cái phần phía sau cho nên là không ảnh hưởng. Đây mình dán thử nè, ví dụ dán lên trên nền này thì nó cũng che hết, các bạn sẽ không thấy gì ở phía sau hết đó. Rồi thì loại này là loại gọi là có thể nói là gọi là phổ biến và thông dụng nhất. Nhưng mà các bạn sẽ có một cái vấn đề lưu ý là nó sẽ có hai cái loại vật liệu cho nền trắng này, là loại decal bề mặt giấy và loại decal bề mặt nhựa. Thì với bề mặt nhựa thì là dai dẻo nè, sẽ không có bị ảnh hưởng bởi nước lạnh hay là nước nóng, nó đều không có bị ảnh hưởng tới cái tem và cái mực in. Đối với cái sticker decal giấy các bạn thì nó sẽ dễ rách nè, nó ví dụ đây nó giống như tờ giấy vậy đó, nhưng mà mặt sau nó có keo thôi, thì nó sẽ dễ bị rách và nó sẽ dễ bị thấm nước nếu mà các bạn sử dụng cho những cái sản phẩm mà trong cái môi trường lạnh hay là môi trường có tiếp xúc với nước, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng của cái sticker của mình. Như vậy là mình đã chia sẻ những cái ưu điểm và nhược điểm cũng như là cái tính ứng dụng của hai loại sticker mà phổ biến nhất trên thị trường hiện nay là sticker nền trong và sticker trên cái nền trắng. Thì rất là nhiều cái ứng dụng chi tiết và kỹ thuật khác nhau, thì tùy vào cái mục đích và cái nhu cầu của các bạn thì các bạn cứ có thể xem để các bạn cân nhắc và mà chọn cái loại nào nó phù hợp với lại nhu cầu của mình. Trong video này các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại comment, bên mình sẽ tư vấn giải đáp và hỗ trợ cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.